Xin chào tất cả các bạn, tôi là kiến trúc sư Soát và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số những khái niệm cơ bản trong phong thủy. Thứ nhất là thế nào là hướng nhà, thứ hai hướng cửa, thứ ba hướng cổng, thứ tư là hướng ban thờ, thứ năm là hướng bếp, thứ sáu là hướng giường ngủ, thứ bảy là hướng ban làm việc và thứ tám khi mua chung cư thì chúng ta cần lưu ý hướng gì. Thì ví dụ cụ thể tôi sẽ để cuối video này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi trao đổi, tìm hiểu những cái khái niệm vừa rồi. Thì thứ nhất, thế nào và cách xác định hướng nhà. Để xác định hướng nhà thì chúng ta phải xác định được cửa chính của ngôi nhà. Vậy cửa chính của ngôi nhà là gì? Cửa chính của ngôi nhà là cửa có diện tích lớn nhất, có diện tích thông thủy lớn nhất và có lưu lượng người đi lại nhiều nhất của ngôi nhà, hay được gọi là tiền môn của ngôi nhà. Khi xác định được cửa chính của ngôi nhà thì hướng nhà được xác định như sau. Hướng nhà là hướng vuông góc với cửa chính của ngôi nhà và nhìn từ phía trong nhà ra phía ngoài. Hướng nhà là hướng vuông góc với lại cửa chính của ngôi nhà và nhìn từ trong nhà ra ngoài, được gọi là hướng nhà. Thứ hai là hướng cửa. Hướng cửa được xác định như sau. Phải xác định được trọng tâm của ngôi nhà và trung điểm của cửa, trọng tâm hình học của ngôi nhà và trọng tâm và trung điểm của cửa. Đấy. Thì trọng tâm của ngôi nhà đối với những ngôi nhà mà hình vuông hoặc hình chữ nhật thì đó là giao của hai đường chéo, rất dễ. Nhưng một số những căn nhà thì san thụt, san thò hoặc có thể là méo chỗ này, thò chỗ kia thì định vị thì rất khó đối với các bạn. Như chúng tôi thì phải áp dụng là vẽ lại mặt bằng đó, cho nên phần mềm AutoCAD hoặc một số những cái ứng dụng cho phép định tâm hình học đấy trên App Store của iPhone hoặc Android để xác định được cái trọng tâm này đấy, thì chuẩn xác thì mới tính được cái hướng cửa chuẩn xác. Còn đối với các thầy mọi người thì hay tính bằng cách bù trừ bo viền vân vân, thì những cái cách tính đó thực sự mà nói thì mang tính chất là cảm tính, không chuẩn xác. Vì vậy chúng tôi khuyên các bạn là hãy vẽ lại mặt bằng chuẩn xác của ngôi nhà và áp lên AutoCAD, phần mềm AutoCAD hoặc một số những cái ứng dụng cho phép định tâm hình học của hình trên các kho ứng dụng của Android hoặc iPhone. Khi mà xác định được trọng tâm hình học của ngôi nhà và trung điểm của cửa chính thì hướng cửa được xác định như sau. Đó là hướng nhìn từ tính từ trọng tâm của ngôi nhà cho đến trung điểm của cửa chính. Đó, cái hướng nhìn đó chính là hướng cửa của ngôi nhà. Vậy thì các bạn phải lưu ý rằng hướng cửa của ngôi nhà khác hoàn toàn với hướng nhà. Nó chỉ trùng nhau khi đó là nhà ống và mở cửa mặt tiền hầu như là tối đa mặt tiền, hoặc ngôi nhà đó là dạng hình vuông và cửa nhà nằm ở giữa một cạnh nào đó, thì lúc đó thì hướng nhà được mới trùng được hướng cửa, còn bình thường là khác nhau. Đấy, hướng cửa là hướng lấy làm khí vào trong nhà. Hướng nhà dùng để xác định tọa hướng thanh long bạch hổ theo lý khí. Hai cái hướng đều phải là vào hướng đẹp của gia chủ. Đó, cái thứ ba là hướng cổng. Hướng cổng là gì? Hướng cổng là hướng nhìn từ trọng tâm của ngôi nhà mà mình đã xác định được ở nội dung thứ hai. Đấy, là hướng nhìn từ trọng tâm của ngôi nhà cho đến trung điểm của cổng chính. Đó, hướng nhìn đó được gọi là hướng cổng. Đấy, các bạn lưu ý. Thứ tư là hướng ban thờ. Hướng ban thờ là hướng lưng của người đứng thắp hương. Lưng của người đứng thắp hương, khi mình đứng thắp hương thì được gọi là hướng ban thờ. Tiếp theo, thứ năm là hướng bếp. Hướng bếp là hướng lưng của người đứng nấu. Đó, khi mình đứng nấu thì hướng lưng là gọi là hướng bếp. Tiếp theo là hướng
của giường ngủ. Hướng giường ngủ được tính từ hướng từ đầu giường cho đến cuối giường thì được gọi là hướng giường ngủ. Tiếp theo là hướng bàn làm việc. Hướng bàn làm việc là hướng mắt của người ngồi làm việc. Đó. Hướng bàn làm việc là hướng mắt nhìn của người ngồi làm việc thì được gọi là hướng bàn làm việc. Và cái vấn đề thứ 8 là vấn đề mà nhiều những người có đang thảo luận và trao đổi và nhiều người vẫn còn đang gọi là mập mờ. Đó là khi mua chung cư thì chúng ta cần phải xác định hướng gì là quan trọng. Thì khi mua chung cư chúng ta phải xác định được, nói về hướng không ấy, thì chúng ta phải xác định được ba cái hướng quan trọng. Đó là hướng đại cục của cả tòa nhà chung cư đó. Thì cái hướng đại cục, cái hướng này được xác định đó chính là hướng của thang máy, hướng của thang máy, hướng của cửa thang máy. Đấy. Hướng của cửa thang máy đấy chính là hướng mà khi mình, hướng nhìn của mình khi đứng ở trong cabin thang máy nhìn thẳng ra ngoài. Đó. Thì được gọi là hướng cửa thang máy. Đấy là hướng đại cục. Cái hướng tiểu cục chính là cái hướng căn hộ chung cư chúng ta định mua thì nó phải đáp ứng được hai cái hướng như là hướng nhà và hướng cửa. Đó chính là hướng căn hộ chung cư và hướng cửa của căn hộ chung cư. Thì hướng căn hộ chung cư đó cũng như là cái nội dung một tôi vừa trao đổi, đó là cái hướng mà vuông góc với cái cửa căn hộ chung cư và cái hướng nhìn ở từ bên trong căn hộ nhìn ra ngoài, ngoài sảnh. Đấy, thì được gọi là hướng căn hộ chung cư. Cái thứ ba là hướng cửa của căn hộ chung cư. Đấy, hướng cửa của căn hộ chung cư. Thì như cái nội dung thứ hai là hướng cửa của nhà đi, thì chúng ta cũng phải xác định được trọng tâm hình học của căn hộ chung cư đó. Chúng ta phải vẽ được cái mặt bằng của căn hộ chung cư đó. Đấy, nên trên phần mềm AutoCAD. Đấy, hoặc là một số những cái ứng dụng cho phép xác định tâm hình học của căn hộ, của cái hình đó. Đó, khi xác định được cái trọng tâm hình học của cái căn hộ chung cư đó rồi. Đấy, thì chúng ta nối cái trọng tâm đấy với lại cái trung điểm của cái cửa vào căn hộ chúng ta định mua. Thì cái hướng đấy, hướng nhìn đấy được gọi là hướng cửa căn hộ chung cư. Và các bạn lưu ý là không nên quan tâm đến hướng của cửa ra lỗ ra hoặc cửa ra ban công nếu có. Bởi vì theo quan điểm của lý khí là người đi thì khí theo. Nên khi mà đã xác định mua căn hộ chung cư phải lưu tâm đến cái cửa đi vào căn hộ đấy, không quan tâm đến cái cửa ở lỗ ra hay là cửa ở ban công. Đó. Vậy thì trên là 8 cái nội dung cơ bản xin trao đổi với các bạn. Còn bây giờ sẽ làm cái ví dụ cụ thể để cho các bạn tham khảo. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể, một ví dụ để có thể hình dung ra 8 cái nội dung vừa rồi chúng ta đề cập và sẽ bổ sung thêm một số cái hướng khác. Đó. Thì thứ nhất, đây là một cái nhà dạng hình chữ nhật. Đây là mặt tiền này. Phía cạnh bên đây chính là cạnh chiều sâu nhà này. Đó, đây là cửa chính. Thì thứ nhất để xác định hướng nhà thì chúng ta phải xác định được cửa chính. Vậy đây là cửa chính. Vậy thì hướng nhà là hướng vuông góc với cửa chính của ngôi nhà và nhìn từ trong ra ngoài. Vậy thì ta chỉ cần kẻ đường thẳng vuông góc với lại cửa và nhìn từ trong ra ngoài. Vậy đây chính là hướng nhà. Thứ hai là hướng cửa. Vậy thì để xác định hướng cửa chúng ta phải xác định được trọng tâm hình học của ngôi nhà. Trọng tâm hình học của ngôi nhà với dạng hình chữ nhật này, chúng ta sẽ lấy dao của hai đường chéo. Chúng ta sẽ lấy dao của hai đường chéo. Với trường hợp này thì đơn giản rồi, dao của hai đường chéo. Còn với những hình phức tạp hơn thì chúng ta bắt buộc phải ứng dụng lên phần mềm mới được chuẩn xác. Thì đây chính là trọng tâm hình học của ngôi nhà. Vậy thì ta chỉ cần nối trọng tâm hình học của ngôi nhà và nhìn ra phía trung điểm của cửa. Đây là trung điểm của cửa. Ta sẽ được hướng cửa. Đó, thì khi đo la bàn chúng ta sẽ xác định được hướng cửa. Vậy đây chính là cái hướng. Đây là chính là cái hướng cửa. Hướng cửa. Còn đây là hướng nhà. Đây là hướng nhà. Rồi. Tiếp theo là hướng ban thờ. Đó, hướng ban thờ. Đây là ban thờ của chúng ta.
đây là hướng ban thờ, đây là tủ thờ, đây là tủ thờ, đây là nơi đặt bài vị, đây là bài vị. Đó. Vậy thì hướng ban thờ chính là hướng lưng của người thắp hương. Vậy thì hướng ban thờ chính là hướng này. Đây chính là hướng ban thờ. Đây chính là hướng ban thờ. Hướng ban thờ. Hướng mũi tên chính là hướng ban thờ. Tiếp tục hướng bếp. Bếp ở tầng 1 và đây chính là bếp ga. Hướng bếp ga chính là hướng lưng của người đứng nấu. Vậy thì đây chính là hướng của bếp ga. Đây chính là hướng của bếp. Đó. Đây chính là hướng của bếp. Tiếp theo là hướng giường ngủ. Ví dụ đây là cái giường ngủ. Thì đây là đầu giường, đây là vẽ là hai cái gối, đây là chân giường. Vậy thì hướng giường chính là hướng này. Đấy, hướng giường đây. Đấy. Hướng nhìn từ đầu giường đến cuối giường, hướng nhìn từ đầu giường đến cuối giường được gọi là hướng giường. Đó. Hướng bàn làm việc. Hướng bàn làm việc. Đây, đây có một cái bàn làm việc. Đấy. Ví dụ như căn phòng ngủ này thì hướng giường đâu? Đây là đầu giường, đây là cuối giường. Vậy thì đây chính là hướng giường này. Đấy. Đây là hướng giường này. Đó. Hướng bàn làm việc là hướng mắt của người ngồi làm việc. Vậy đây là ghế, đây là cái ghế này. Đây là cái bàn. Vậy thì khi mình ngồi thì hướng mình mắt mình sẽ là như thế này. Vậy đây chính là hướng của bàn làm việc. Đây chính là hướng của bàn làm việc. Đấy. Ngoài ra thì tôi xin nói thêm về một cái hướng nữa và chưa được cập đến, đó chính là hướng thang. Hướng thang trong một ngôi nhà cũng cực kỳ là quan trọng. Thì cách xác định hướng thang như sau. Đấy. Đây thang đây. Thang là sẽ có những số bậc này, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, vân vân. Để xác định được hướng thang thì chúng ta phải xác định được trọng tâm, tâm của bậc thứ 3 thứ nhất và bậc thứ ba đối vại với nhau. Đấy, thì cái hướng này chính là hướng thang. Đấy, trọng tâm của bậc đầu tiên và trọng tâm của bậc thứ ba nối hai cái điểm này với nhau và hướng từ 1 đến 3 thì nào gọi là hướng thang. Vậy đây chính là hướng thang. Đấy, cách xác định hướng thang. Rồi, đối với chung cư, ví dụ đây là một chung cư, đây là mặt bậc của một căn hộ chung cư. Đây là cân bằng tổng mặt bằng của một sàn. Đấy, và đây là thang máy. Vậy thì hướng của đại cục, hướng của toàn bộ căn chung cư chúng ta phải lấy hướng này. Đấy, chúng ta phải lấy cái hướng này. Đây chính là hướng của thang máy. Đây hướng mũi tên đây chính là hướng của thang máy. Đấy. Đấy. Đấy, hướng nhìn ra sảnh này là hướng của thang máy. Rồi. Hướng của căn hộ chung cư. Với trường hợp căn hộ chung cư thì ví dụ đây là một căn hộ chung cư mà chúng ta chuẩn bị mua thì chúng ta phải xác định được hai hướng. Đó là hướng cửa và hướng căn hộ chung cư. Thì hướng căn hộ chung cư được xác định bằng hướng vuông góc với hướng cửa đi vào. Đấy, và nhìn từ trong ra ngoài. Và đây chính là cái hướng. Đây chính là cái hướng của căn hộ chung cư, đây là cửa vào. Đấy. Thì với căn hộ chung cư này là dạng phức tạp, không phải là dạng hình vuông hay là hình chữ nhật như Thuần Thúy. Thì cách sử dụng tâm mình học thì phải dùng sự phần mềm hoặc ứng dụng. Khi mà xác định được trọng tâm mình học thì ví dụ như điểm này đi. Đó. Thì xác định hướng cửa căn hộ chung cư như nào thì chúng ta sẽ nối trọng tâm mình học, ví dụ ở đây. Sau khi xác định là trên phần mềm, ví dụ ở đây đi. Đấy. Và trung điểm của cửa chính, ví dụ đây. Chúng ta sẽ nối hai cái điểm này với nhau. Và đây sẽ là hướng cửa của căn hộ chung cư. Vậy thì tóm lại, khi mua căn hộ chung cư, chúng ta phải xác định được ba hướng. Hướng đại cục chính là hướng thang máy. Hướng thang máy. Thứ hai, hướng căn hộ chung cư. Vuông góc với hướng cửa, nhìn từ trong ra ngoài. Ba, hướng cửa của căn hộ chung cư là tính từ trọng tâm hình học của căn hộ chung cư và trung điểm của cửa đi vào. Và chúng ta bỏ qua cửa lỗ ra không quan tâm, cửa lỗ ra không quan tâm. Đấy. Và sau khi xác định được hướng thì chúng ta sẽ quyết định với tuổi của chúng ta xem có phù hợp không.
Thì cái này chúng ta phải đi chút sâu một chút xíu và tôi sẽ đề cập ở những cái clip tiếp theo. Ở clip này thì tôi chỉ đề cập về các khái niệm hướng cơ bản trong phong thủy, còn nhiều những cái nội dung khác liên quan đến toàn bộ căn nhà như là định vị vị trí sao cho đẹp, bố cục của một ngôi nhà, cái đồ ở trong ngôi nhà và tuổi bố trí, hướng bố trí vân vân, thì tôi sẽ đề cập vào những video tiếp theo. Có thắc mắc gì thì vui lòng các bạn hãy comment lại, tôi sẽ giải thích cho các bạn. Xin cảm ơn.